Thưa quý vị, theo như quy định mới trong năm 2022, giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh chu kỳ 3 lần một tháng thay vì 2 lần như trước đây. Theo đúng như lịch trình, ngày mai ngày 11 tháng 1 sẽ là chu kỳ điều hành giá xăng của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong 15 ngày qua, giá xăng dầu thế giới đã tăng 5-6%, nên ở kỳ điều hành vào ngày mai, giá bán lẻ trong nước có thể tăng mạnh. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8 tháng 7 của RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình 83,6 USD một thùng. Xăng RON 95 là 85,8 USD một thùng, tăng lần lượt 6% và 7% so với kỳ trước. Riêng xăng RON 95 có lúc lên gần 90 USD trên một thùng, cao nhất trong 6 tháng qua. Cùng với giá xăng, dầu cũng biến động mạnh. Lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho rằng kỳ điều hành này giá xăng tăng quá cao, do đó nhà điều hành có thể trích quỹ nhưng không nhiều vì quỹ còn khá thấp. Theo vị này, cùng với trích quỹ, giá xăng có thể sẽ tăng quanh mức 500-700 đồng một lít. Như vậy, nếu đúng như dự báo thì đây sẽ là kỳ điều chỉnh thứ 3 liên tiếp giá xăng dầu tăng,